Và bây giờ xin gửi đến bà con cô bác qua bài chuyển ngữ của Thái Dương, một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thà chết chứ không bỏ quận Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một bản tin của tờ Nhật Báo, The Washington Post tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, số phát hành ngày 1 tháng 9 năm 1974. Tác giả bài báo này là ký giả Philip McComb, đã viết về cựu sinh viên sĩ quan Trần Toán Em, khóa 17 trường Võ bị Quốc gia Việt Nam, lúc đó là thiếu tá quận trưởng quận Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Theo tác giả thì vị quận trưởng can trường này đã nói với ông, dù chết cũng tử thủ quận Nghĩa Hành. Sau 24 năm qua, bài báo vẫn còn nằm trong thư viện của tòa soạn Washington Post. Chúng tôi xin chuyển ngữ bài báo này để các bạn cùng chia sẻ niềm hãnh diện chung của một cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị. Tại quận Nghĩa Hành, miền Nam Việt Nam, vào ngày 31 tháng 8 năm 1974, trong một buổi sáng lúc mặt trời đang lên, thiếu tá Trần Toán Em mặc bộ đồ tác chiến có ủi hầu chỉnh tề, bên hông phải đeo lủng lẳng khẩu súng lục P-38, mắt nhìn về hướng những ngọn núi trước mặt, đôi mắt chớp chớp không ngừng, tay chỉ, miệng nói: "Chúng nó đang ẩn nấp trên đó, chúng chiếm giữ hầu hết các cao điểm, nhưng tôi nhất định phải tử thủ quận này." Quận Nghĩa Hành là một quận nằm dọc theo duyên hải miền Trung, cách thủ đô Sài Gòn khoảng 325 dặm về phía đông bắc. Tình trạng của quận này đối với tình hình hiện tại chẳng khác gì những điểm đóng quân khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong mấy tháng vừa qua. Nghĩa là những cuộc đụng độ rất nặng nề giữa phe quốc gia và phe Việt Cộng. Sau 19 tháng của hiệp định ngưng bắn giữa hai bên, suốt dọc toàn cõi miền Nam Việt Nam, Nghĩa Hành, đặc biệt là một quận lỵ rất đông dân cư nằm dọc theo bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi. Chung quanh là những vùng núi non hiểm trở. Nơi đó, Việt Cộng đã lợi dụng cao thế như những đài kiểm soát rất tiện lợi. Suốt phía Tây và phía Bắc chỉ cách quận lỵ chừng vài dặm. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1974, quân Cộng sản Bắc Việt đã sử dụng mưa pháo, phối hợp với xe tăng và các đơn vị bộ binh tràn ngập quận lỵ Minh Long. Quận này nằm ngay dưới một thung lũng, chỉ cách quận Nghĩa Hành có 9 dặm. Thừa thắng xông lên, quân Bắc Việt hình như đang dồn hết nỗ lực để tấn công và tràn ngập quận Nghĩa Hành, mà thiếu tá Trần Toán Em hiện đang làm quận trưởng quận này. Ông thiếu tá này đã tuyên bố sẵn sàng chiến đấu để giữ quận, dù phải chết. Ông có những lý do chính đáng cho lời tuyên bố đó. Suốt mấy tuần lễ qua, hàng ngàn trái pháo đã trút như mưa xuống quận lỵ. Quân Bắc Việt đã lợi dụng địa thế hiểm trở và đào rất nhiều những hố sâu để đặt đại pháo của chúng, lúc chỗ này, lúc hố khác. Thiếu tá Em cho biết, chúng tôi rất khó khăn đánh trúng những ổ pháo của chúng vì súng của chúng không đặt nhất định tại một vị trí nào cả. Trong khi đó, đa số các vị trí pháo binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại thường đặt tại những vùng đông dân cư hoặc tại thành thị. Chính vì thế mà rất dễ cho quân Cộng sản xác định vị trí đặt súng bằng nhiều cách, như chúng giả dạng là những thường dân hay những người làm ruộng, dùng những máy truyền tin rất nhỏ để điều chỉnh việc pháo kích vào các vị trí của quân đội quốc gia. Hiện nay, các đơn vị bộ binh Bắc Việt đang áp lực từ phía Tây Bắc để cắt liên lạc giữa quận lỵ Nghĩa Hành và tỉnh Quảng Ngãi, chỉ cách nhau 6 dặm về phía Đông Bắc. Có thể nói quận Nghĩa Hành là một tiền đồn phòng thủ cuối cùng của tỉnh này. Ý định của quân Bắc Việt chưa rõ ràng, mặc dù việc di chuyển quân và chiến thuật của chúng, người ta dự đoán chẳng khác gì kế hoạch chúng đã đánh chiếm những vị trí đóng quân tại các thị trấn dọc theo hải cảng Đà Nẵng, chỉ cách Nghĩa Hành 75 dặm về phía Bắc,
Trong những trận đánh chém trước đây tại vùng hải cảng nói trên, quân Bắc Việt đã chiếm quận Đại Lộc bằng cách tấn công từ các vùng đồi núi đánh thẳng xuống đồng bằng bằng quân số gấp mấy lần, nên quận này đã bị tràn ngập dễ dàng. Về địa thế, quận Nghĩa Hành cũng chẳng khác gì quận Đại Lộc. Trong cả hai trường hợp nói trên, quân Bắc Việt có ý định tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lấy cớ là quân đội quốc gia đã vi phạm ngưng bắn, đồng thời nhằm mục tiêu chiếm đất giành dân về với chúng. Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc vi phạm ngưng bắn của Cộng sản rất trầm trọng. Cộng sản tuyên bố rằng họ đã bị quân quốc gia chiếm cứ rất nhiều vị trí và thu về rất nhiều vùng dân chúng đông đúc. Nhưng thật ra, trước khi có lệnh ngưng bắn, quân Cộng sản đã rải quân chiếm hết các vùng đất chung quanh quận Minh Long và các trục lộ dẫn đến quận này. Vào mùa hè năm 1973, tức là 6 tháng sau khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, quân chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã khai thông các trục lộ chung quanh quận Minh Long và kiểm soát toàn vùng thung lũng của quận lỵ. Các nhà phân tích quân sự tại Sài Gòn cho rằng, Cộng sản có dư đủ nhân lực và vũ khí đạn dược để có thể mở cuộc tấn công trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là tỉnh địa đầu Quảng Ngãi. Nhưng theo vị tỉnh trưởng sở tại là Trung tá Phạm Đình Lập, thì những cuộc động độ tại tỉnh Quảng Ngãi, chỉ có một trung đoàn Cộng sản Bắc Việt mới di chuyển từ miền Nam ra một tháng trước đây, và hai tiểu đoàn địa phương. Ông tỉnh trưởng cho biết, chúng không có đủ khả năng tiến gần đến tỉnh lỵ Quảng Ngãi. Mục tiêu chính của chúng là chỉ chiếm thêm đất, giành thêm dân mà thôi. Nhưng theo nhận định của các nhà quan sát quân sự thì con đường tiếp tế chính từ Đông qua Tây của Cộng sản qua đường mòn Hồ Chí Minh và qua cao nguyên Trung Phần sẽ là những vùng thung lũng miền Duyên Hải. Ngay phía nam quận Nghĩa Hành, đường tiếp tế này khởi đi từ tỉnh Công Tâm, cách quận lỵ 60 dặm về phía Tây Nam, là một đường tiếp tế quan trọng và thường xuyên bằng xe của quân Bắc Việt. Những nguồn tin tin cậy khác lại cho biết rằng, những xe vận tải nhà binh của Cộng sản di chuyển từ phía đông ra miền Duyên Hải, chở đầy những quân cụ. Rồi sau đó, những xe tiếp tế này lại trở lại vùng đồi núi bằng cách chở thực phẩm để cung cấp cho quân Cộng sản. Câu hỏi đặt ra là, tại sao Cộng sản lại cố gắng mở rộng vùng kiểm soát tại các vùng đồng bằng trồng lúa quanh quận Nghĩa Hành? Ban đêm, xe phóng thanh của chính quyền sở tại của tỉnh lỵ chạy khắp phố, cảnh giác đồng bào, đề phòng Cộng sản phá hoại. Phi trường của tỉnh đã cấm các phi cơ dân sự đáp xuống từ tuần trước. Sau vài trận pháo kích, dân chúng tại các vùng ngoại ô ùn ùn kéo vào trung tâm quận lỵ để lánh nạn. Theo Thiếu tá Trần Tuấn Em cho biết, có đến khoảng 2/3 nhà cửa bị tiêu hủy, đặc biệt khoảng 52 căn bị tiêu hủy hoàn toàn. Về nhân sự, ông cũng cho biết đã có 25 thường dân bị chết. Trong khi đó, Cộng sản rêu rao rằng chúng sẽ không pháo kích mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng để dân chúng được an toàn việc chở búa. Nhưng chúng đã láo khoét tiếp tục pháo kích trong giờ dân chúng tập hợp chung đông đảo tại các chợ, đã gây thiệt mạng cho hàng chục người. Một bà già đã tuyên bố tại chợ sau khi bị pháo kích rằng, chúng tôi sợ nhất là việc Việt Cộng pháo kích vào chợ. Bài trích dịch đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn người dịch và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.